Không phải nói gì nhưng mà thực sự với các bác là CR-V gầm cao vẫn luôn là một trong những cái mẫu xe mà rất là chân ái, mà được các bác nhà mình rất là tin tưởng và tin dùng các bác ạ. Đấy, thực sự là hôm trước là em có cái mẫu mấy cái mẫu xe mà CR-V đấy, thì là các bác là cũng mua hết rồi. Đấy, hôm trước cũng có con màu đỏ 2016 đó, thế là cũng có các bác chậm chân là cũng đều là đi sau hết. Thì hôm nay em lại về được một mẫu Honda CR-V. Con này của em là sản xuất 2017 đó, nó là bản 2.4, là bản cao nhất rồi các bác nhé. Nhưng mà con này nó lại là bản đặc biệt nữa, bản cao kịch khung, đó là bản TG các bác ạ, bản TG đấy các bác ạ. 2.4 nhưng mà lại là TG các bác nhé. Vâng, con này sản xuất 2017. Một chiếc xe mà một chủ từ đầu mà rất là đẹp, mà Hải Dương nhà em luôn, từ đầu đến cuối là Hải Dương luôn, và cũng là xe một chủ luôn, xe rất đẹp các bác nhé. Các bác nào mà đang thích mà CR-V, các bác nhà mình có thể tham khảo chiếc xe này của em. Xe rất đẹp luôn các bác nhé. Con này thì nó led căng luôn đấy ạ, không có đâm va tai nạn, không có ngập nước ngập biếc gì cả đâu các bác nhé. Mà vùng miền Hải Dương em thì các bác nhà mình mua thì yên tâm đi, nó là tuyệt vời luôn. Cái màu này nó cũng rất là sạch này các bác này. Cái màu này nó là cái màu nó được pha dưỡng rất là nhiều màu các bác, pha dưỡng nhiều màu nên là nó có một chút titan này, một chút lâu lâu này. Đấy, rồi là một chút gọi là cái màu này nó rất là khó tả các bác, nhưng mà cái màu này rất là sạch đấy ạ. Màu rất là sạch luôn. Đấy. Nhìn nó sang, nó sạch các bác ạ. Bản cao nhất rồi các bác nhá. Bản cao nhất hơn 500 triệu. Bác nào mà quan tâm, các bác nhà mình có thể tham khảo chiếc xe này của em. Đấy. Bản 2.4 là bản cao nhất rồi, nhưng nó là bản TG các bác nhé, TG. Đấy. Có nghĩa là bản cao cấp nhất cũng là đắt nhất các bác nhé. Còn về chất chiếc xe này thì không có gì để phải nghĩ đâu các bác ạ. Các bác có thể nhìn đấy, nếu mà bác nào tinh ý chắc các bác chỉ cần lướt qua, các bác nhìn cái vô lăng xe này của em thôi, đấy là các bác cũng hình dung ra cái xe nó ở cái vị trí nào rồi, đúng không ạ? Một chiếc xe mà tất cả mọi cái từ vô lăng đây các bác nhé, em quay rất là kỹ cho các bác này, từ cái vô lăng đây các bác này, không có sờn, không có rách gì cả các bác nhé, không có sờn, không rách gì, tất cả các nút các phím chỗ này không bị bạc. Củ số cũng thế, củ số là còn nguyên zin nguyên bản các bác nhé, nguyên zin nguyên bản. Con này thì đương nhiên là có đè lỗ start top rồi. Bản TG thì có cả gãy số gãy ước này các bác này, gãy số vô lăng này, rồi là các cái nút các cái phím. Nói chung là nó sẽ là cải tiến cao cấp nhất các bác nhé. Còn các cái chi tiết nhỏ thì các bác nhìn từ cái mà chi tiết ốc, con ốc con ác của nó đều rất là đẹp luôn. Rồi từ cái ghế các bác nhá, đây các bác nhìn đây cái ghế lái. Đấy, cái ghế lái này các bác này, ghế lái đây. Đấy, không có rách, không có lát. Đấy. Và ghế của em là ghế nguyên zin nguyên bản các bác nhá, trần chiếc sáng. Bản 2.4 thì là nó là cửa sổ lóc này. Đấy, rồi là la răng phay này. Đấy, la răng phay này. Đấy, đây, sản xuất 2017 các bác nhá. Đấy, sản xuất 2017, tất cả mọi cái nó là rất căng luôn. Nói chung vùng miền Hải Dương em thì các bác mua là yên tâm rồi, tại vì là chỗ em thì nó không có đồi núi đất đỏ ngập mặn gì cả. Này các bác nhìn này, sáng choang các bác nhé, sáng choang luôn, từng con ốc vẫn nguyên những cái chấm sơn đó. Bác nào mà đang thích tìm Honda CR-V thì các bác gặp chiếc xe này của em thì nó cũng là hết ý đấy các bác ạ, hết ý đấy. Bản TG, bản cao cấp nhất. Đấy, và thực sự là cái dòng Honda CR-V này đi nó cũng rất là lành. Đấy, rất là lành, nó êm, nó không có bị ồn. Nên là các bác đi cũng bảo nhau, nên là cũng tìm rất là nhiều. Đó. Nó lành các bác. Honda thì nó là một trong cái hãng xe mà nếu mà để sản xuất xe máy nó rất là nổi tiếng rồi, mà loại xuất phát là của các bác Nhật. Đấy. Nhật các bác ấy thì đồ các bác ấy thì là quá lành và bền rồi. Tất cả mọi cái xe của em, đây các bác nhé, từ các con ốc con ác của nó này,
keo mặt dàn cò nhé các bác nhé, vẫn còn nguyên đây các bác nhé, keo mặt dàn cò còn nguyên. Đấy, keo mặt dàn cò còn nguyên và từng con ốc sáng choang các bác nhé, từng con ốc sáng choang luôn. Ốc á rất là sáng, củ phanh củ yếc tươi sáng đẹp. Đấy, ốc át mọi cái luôn, nó là led căng luôn. Đấy, từ các cái chi tiết nhỏ của nó, từ các cái con ốc từ bên trong các bác nhé, từ bên trong đều rất là sáng luôn. Đấy, con này mà lật cái này lên nữa thì nó như mới luôn các bác, lật cái lắp này của nó này các bác này rất là mới các bác nhé. Đây chi tiết bên trong này, ốc át này. Các bác đi mua xe nhìn cái keo mặt dàn cò này nó nguyên đã là sướng rồi các bác ạ. Củ phanh củ phiếc sáng choang từng các con ốc, nó đều rất là mới, rất là mới luôn. Vùng miền Hải Dương em thì nó là nơi sản sinh ra những cái chiếc xe đẹp rồi, bác nào bác ấy đi trong phố nữa thì nó lại càng mới cơ, tem mác tất cả các cái, đèn đóm như mới luôn. Đấy, các bác nhé, xe chạy con này chạy được hơn 6 vạn một chút, đèn đóm rất mới, bền lạnh thế này các bác này, trong như pha lê luôn, sáng choang luôn. Sướng nhất nhìn cái máy các bác, nhìn cái máy cái nội thất con này. Các bác đi mua xe cũ mà nhìn cái máy nó mới như này, cái nội thất nó mới như này thì các bác không có gì để phải lăn tăn nữa. Đấy, một trong hai cái yếu tố rất là quan trọng đúng không ạ? Cái xe máy nó đẹp thì các bác ấy đi là giữ gìn và đi ít thì máy nó mới đẹp được các bác ạ. Chứ còn các bác mà đi nhiều thì máy không giờ đẹp được. Đấy, từ các cái chi tiết mạ chrome các bác nhìn đây, nó đều sáng bóng luôn. Đấy, đèn đóm đèn gầm trong veo, bên này cũng thế các bác nhé, bên này cũng thế. Và bây giờ các bác chơi những con xe lướt này thì cũng rất là sướng rồi. Các bác bảo như em nói đơn giản như trước, các bác mua CRV đều đã biết những cái năm 2017 mà để mua cái bản 2.4 cao nhất như này, các bác lăn bánh nó phải là trên 1 tỷ rồi, nó là chắc chắn luôn rồi, nó phải tầm 1.2 tỷ mất. Đó. Nhưng bây giờ các bác bảo là cái xe nó còn rất là đẹp và mới như thế này, nhưng mà các bác mua cũng chưa tới 600 triệu là các bác nhà mình đã sở hữu được em nó rồi. Đấy, chưa tới 600 triệu thì nếu mà các bác mua xe mới, các bác có thể mua được ở Vios hay là Asen đúng không ạ? Nhưng mà nói chung là mỗi bác có một cách suy nghĩ riêng. Đấy, nên là cuộc sống mà. Đấy, mỗi người có một suy nghĩ, một tính toán. Đấy, thì nếu mà các bác mua xe mới cũng được thôi. Đấy, thì các bác mua xe mới nhưng mà phân khúc nó sẽ thấp đúng không ạ? Và các bác mua con xe mới như thế rồi các bác cũng sẽ lỗ rất là nhiều. Đấy, các bác lăn bánh thôi là các bác lỗ rất là nhiều. Nhưng mà các bác mua chiếc xe lướt đẹp thì các bác nhà mình được trải nghiệm một phân khúc khác biệt hoàn toàn. Đấy, và cái khấu hao lỗ cũng không bao giờ bằng một cái xe mới các bác ạ. Đấy, nên là nói chung là cũng người mới ta thôi, cũng chả quan trọng các bác ạ. Xe nó chỉ là phương tiện đi lại thôi, làm sao là mình cảm thấy nó phù hợp với mình đó là được rồi. Còn mới hay cũ thì là cũ người mới ta các bác ạ. Mình nghĩ nó là tốt thì nó là tốt, mình nghĩ nó là xấu thì nó là xấu. Đấy. À, các bác nhé, quan trọng xe cũ là các bác mua những chiếc xe mà chất lượng các bác ạ. Chiếc xe đẹp, chiếc xe chất lượng các bác đi thì rất là ok. Mà nói chung là những cái dòng này thì nó rất là lành thôi các bác, nó chả có cái gì cả. Honda thì nó là quá lành rồi từ trước đến giờ các bác, từ những chiếc xe Civic hay những chiếc xe mà Honda ngày xưa đến Honda bây giờ, lắm chiếc xe mà đời 2010 các bác, 2009, 2010 các bác ấy chạy vẫn còn rất là tốt. Đấy, thì là nó đã khẳng định được những cái giá trị. Nên là vì sao các bác nhà mình hay lựa chọn, bác nào mà thích nổi đồng cối đá thì hay lựa chọn Toyota rồi là Honda là vậy. Tất cả mọi cái chi tiết ốc át sáng choang các bác nhé, da riết là nguyên zin nguyên bản hết. Đây các bác này,
da siết, tất cả là da là nguyên zin nguyên bản hết các bác nhé. Chưa có một cái nào mà bị thay thế mà phải bọc đâu các bác nhé. Bọc thì em bảo các bác là bọc. Đây. Ghế này. Tất cả chi tiết này. Đó. Led căng các bác nhé. Đèn đóm tất cả mọi cái. Đèn thì nó sáng choang như mới rồi. Đây, các bác nhìn này. Sáng choang như mới. Xe rất là tươi luôn các bác. Xe con này rất tươi luôn, các chi tiết đấy các bác có thể nhìn đấy, lốc yếc mạ nó sáng choang luôn. Đây, các bác nhìn này, đấy, lốc mạ này, từ những cái chữ này, của nó này, sáng bóng luôn các bác, đấy. Đẹp này. Các bác bảo như thế này thì nó khác gì là những cái chiếc xe mà người ta để người ta không đi đâu đúng không ạ? Đèn này, các bác nhìn này, cái đèn nó rất là mới các bác nhá, cái đèn nó rất mới luôn đấy ạ, đèn rất mới, đèn đóm này các bác nhìn này, tất cả các cái đổ đạc các bác nhìn này, sáng choang như mới luôn các bác nhá, sáng choang như mới, tất cả các cái chi tiết đỏ đạc còn nguyên luôn này, các bác nhìn này, từng các chi tiết này vẫn còn chấm sơn này, đẹp mắt. Bác nào mà thích xe đẹp, các bác nhà mình gặp em, con Honda CRV này bác nào mà thích thì nó cũng là tuyệt vời luôn rồi. Thất nội thiết rất tươi các bác nhé, cái tem này còn chưa bóc này các bác này, đây đây vẫn còn cái tem này chưa bóc đây các bác nhé, ghế nội thất led căng luôn như mới luôn các bác nhé, ghế này led căng trần chiếc chắc các bác. Con này các bác đi nó êm lắm. Con này em trải nghiệm rồi. Rất là êm các bác. Êm du luôn. Nó êm, nó mượt, đầm, chắc các bác nhé. Đó, thì vừa rồi em Khương cũng đã lên sóng cho bác nhà mình. Rất là chi tiết một chiếc xe Honda CR-V sản xuất 2017. Đó, con này là bản cao nhất 2.4. Nhưng mà nó lại là bản đặc biệt. Đấy, bản TZ các bác nhá, bản TZ bản cao nhất rồi, không có con nào mà cao hơn nó nữa rồi các bác nhá. Đó, thì chiếc xe này bác nào quan tâm yêu thích các bác có thể alo cho em Khương theo số hotline 0833 119999 để biết thêm thông tin chi tiết nha các bác nhé. Với tầm tiền mà chưa tới 600 triệu thì các bác, nếu là em chơi còn này chứ em cũng không chơi xe mới, tại vì xe mới khấu hao nó vẫn còn rất là nhiều đúng không ạ? Đấy. Con này thì khấu hao nó còn một lửa rồi, chưa tới một lửa xe. Đấy. Thì bác nào mà quan tâm, các bác alo cho em, các bác nhé. Vâng, xin cảm ơn các bác nhà mình đã theo dõi hết clip của em. Xin chào tạm biệt các bác ạ.